Mọi người có khi nào ăn chuối xanh xào chưa? Nếu chưa thì hôm nay hãy cùng ra vườn và cùng làm với mình nha. Hôm nay ra vườn thái một muỗng chuối rất là ngon, nên mình quyết định sẽ làm chuối xanh xào. Chuối này mà ngào đường thì ăn cũng ngon lắm luôn. Nhưng hôm nay thì mình sẽ xào, ăn cơm nóng nóng với đĩa chuối xanh xào thì còn gì bằng ha. Bây giờ mình cùng hái nha. Mà khi hái thì mọi người nên cẩn thận, vì cái muỗng chuối này mà dính quần áo thì thôi rồi, không có cái gì mà tẩy được đâu nha. Mình sẽ lựa những trái chuối già. Chuối này thì mình sẽ chọn chuối già ngon hơn, nhưng hôm nay không có, chỉ có non thôi nên là hái tạm ăn vậy. Này thì ăn sẽ có vị đắng chát một chút xíu nha. Sau một hồi hái thì mình cũng đã hái được một xíu rồi nè. Bây giờ đem vào và rửa thôi. Khi mình gọt chuối thì mình nên sử dụng bao tay hoặc là pha thêm một ít muối vào nước. Như vậy thì khi mình gọt, mình ngâm chuối sẽ không bị đen. Cái này mình làm quen rồi nên mình không có dùng bao tay luôn, mình gọt luôn nha. Những bạn nào dơ thì hãy dùng bao tay cho sạch này. Sau khi mình gọt thì mình thả trực tiếp vào trong nước muối này, mình ngâm. Ngâm như vậy để cho chuối của mình trắng hơn, nhìn đẹp mắt hơn. Mỗi lần ăn chuối là mình nhớ đến lúc nhỏ rất là nhiều. Lúc nhỏ này chỉ cần một đĩa chuối xào thôi mà ăn quá trời cơm luôn, ngon lắm. Sau một hồi gọt thì mình cũng được kha khá chuối rồi nè. Hôm nay mình xào tầm nhiêu đây thôi. Hôm sau mình sẽ làm nhiều món với chuối nữa nha. Các bạn đón xem nha. Bây giờ làm xong rồi thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn nha. Cắt nhỏ. Sau đó thì mình sẽ ngâm trong nước muối rồi rửa qua nước nhiều lần. Mình rửa qua nước nhiều lần bằng nước muối thì sẽ giúp chuối của mình trắng, giòn hơn, không bị đen. Mình rửa qua nước lạnh nhiều lần, sau đó thì mình sẽ xóc như thế này cho chuối của mình khô ráo hơn. Sau nhiều lần rửa thì mình thấy cũng ổn rồi nè. Chuối trắng sạch nhìn ngon ghê ha. Bây giờ thì mình sẽ để ráo và vào xào thôi. Chuối này khi xào thì mình sẽ sử dụng dầu thật là nóng nó mới thơm. Đây là phần chuối mình đã để ráo. Mình để ráo, sau đó thì mình sẽ sử dụng hành tím. Hành này thì thơm lắm, tuy nhỏ thôi nhưng mà thơm nhiều lắm luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bật bếp và xào chuối thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cho dầu nóng thì là nóng nha. Nóng nó mới thơm đó. Sau đó thì mình sẽ thêm một ít hành tím vào. Có tỏi thì thơm, cũng xào thêm thì cũng thơm. Nhưng hôm nay không có tỏi, mình sẽ sử dụng hành không thôi. Chuối này thì xào được nhiều món lắm. Có thể xào với thịt nè, xào với thịt băm, xào với thịt ba chỉ, ôm lươn gì cũng được hết trơn à. Sau khi hành thơm thì mình sẽ cho chuối vào và đảo nhiều lần. Ngon lắm luôn. Buổi chiều trời mưa mà có một đĩa chuối xào nóng như thế này thì còn gì bằng nữa. Nếu chưa làm thì mọi người hãy vào bếp và làm ăn cùng với gia đình mình nha. Thấy chưa, nhìn là ngon lắm luôn. Này mà mình xào chuối nó bự hơn chút xíu thì ngon, mà giòn hơn rất là nhiều. Nhưng hôm nay do thèm quá cho nên là mình xào chuối non đỡ vậy cũng được. Khi xào thì mình thêm một chút xíu nước nha. Mình thêm một chút xíu nước để cho chuối của mình chín hơn. Vì là mình phải thêm nữa gia vị nữa, là mình thêm vừa ăn theo khẩu vị của mình nha. Mình thêm một chút xíu muối, một chút xíu hạt nêm, mọi thứ một chút xíu và đảo đều. Sau đó thì đậy nắp
đun tầm 10 phút, đun lửa rì rì thôi cho chuối của mình ngon hơn. Sau khi mình đun riu riu lửa thì nhìn này, ngon và thơm lắm. Chuối này mình xào chuối bự hơn thì nó sẽ trắng hơn. Còn nay mình xào chuối non thì nó hơi đen một chút xíu, nhưng không sao. Chuối mình xào chín thì sẽ có vị bùi bùi của chuối, béo của chút xíu dầu ăn, thơm mùi dầu và hành phi, ngon lắm luôn. Nếu chưa thử thì mọi người hãy cùng thử, thử đi nha, ngon lắm. Ngày ăn cơm cùng với gia đình thì tuyệt vời luôn.